Trong đây cũng có Grab nè, nhưng mà Grab gì thì không biết. Đây cũng có Grab nè, Grab quá trời luôn. Ở đây có một vài người Grab, đây đón khách đây. Ở đây chắc là ông chú này già cho nên kiểu thổ địa. Còn đây là rồi mày xong rồi. Chạy đi không có được nha. Ủa là sao? Trong đây là bến xe người ta đang hoạt động. Cái này mới khi nào mà hoạt động ai hoạt động. Chị không nói chuyện với em, chị nói chuyện với người chạy thôi. Nói một tiếng chị quýnh em luôn đó. Ủa là sao chị? Chị nói ở trong cái bến xe này là nghiệp đoàn xóm của người ta đang chạy. Người phụ nữ gọi thêm đồng bọn là một người đàn ông khác đến. Người đàn ông với vẻ ngoài dữ tợn, áp sát, lớn tiếng dọa nạt. Ủa tại sao? Không cho chạy. Tại sao không cho chạy? Tại vì bến xe của tao. Bến xe nào bến xe của chú. Thái độ hung hăng của người phụ nữ khiến tài xế Grab Bike hoảng hồn, liên tục nài nỉ xin tha. Này giao hàng, này em phải cho khách đâu. Dạ em vô em cho em lấy hàng em chở dâu mà. Cái hàng gì? Người ta đặt hàng trong này em vô nhận hàng chứ em đâu có dành khách của anh đâu mà anh căng vậy. Rồi nha, có nói rồi đậu tao thấy chưa hết tao giết đập rồi đấy. Rồi trước khi đi cà khịa xe ôm giang hồ á, thì mình gặp mấy anh chèo nè vui lắm. Ui ôi ui ôi. Ta da. Ui ôi 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 sợ quá. Mới ngày đầu ra chạy Grab gặp vậy yếu tim quá anh trai, yêu tiền quá. Ui anh chèo được lụm luôn anh chèo. Trời ơi anh chèo mới ngày đầu đi Grab, mới ngày đầu chạy Grab luôn gặp anh chèo quá trời anh chèo luôn. Sợ phải chướng. Rồi vô mảnh luôn. Rồi tới công chuyện liền. Vượt đèn đỏ nè. Chạy sát vô luôn nè. Thấy chưa? Đúng lực là không ai bắt cả. Sai lực mới bị bắt thôi. Mãi yêu anh chèo nha. Mãi nhà rớt đó. Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là HauLee đây. Rồi thì như cái tiêu đề các bạn thấy á, thì hôm nay á, nó có một cái vấn đề khá là nan giải ha. Mà vấn đề này nó xuất hiện từ rất là lâu rồi chứ không phải mới đây nữa. Đó chính là cái việc mà cạnh tranh địa bàn giữa xe ôm công nghệ và những thành phần mình gọi chung đi ha, và những thành phần bất hảo, những thành phần mà hơi giang hồ chút xíu. Mình chỉ dám nói hơi giang hồ thôi mọi người, chứ mình không có dám nói là dân giang hồ chính hiệu gì hết trơn á. Tại vì á, dân mà giang hồ chính hiệu á mọi người, thì người ta sẽ không làm những trò đó. Thí dụ như một đại ca giang hồ, đại ca xã hội đen á, người ta sẽ không làm những cái chuyện mà hăm dọa đồ cái kiểu. Nhưng mà hơi giang hồ chút xíu thôi thì mấy người đó rất là máu. Thì vấn đề á, là mình coi trên mạng á, có một vài clip á, là xe ôm công nghệ bị ăn hiếp bởi những thành phần đó. Và ngay cả bản thân mấy thằng bạn của mình nó chạy Grab nè, thì nó cũng bị ăn hiếp luôn mọi người. Thì công việc của mấy thằng bạn của mình nó chỉ là chạy Grab thôi, chứ nó cũng không phải làm YouTube giống mình. Cho nên cái việc mà vác camera hành trình này theo thì hoàn toàn là không thể nào tụi nó đem theo được. Cho nên không thể nào quay được những cái thước phim mà tụi nó bị hăm dọa. Đó, thì nó về nó kể cho mình nghe thôi. Thì mình cũng hơi gọi là sao ta, mình cũng hơi tức giùm á mọi người. Thì tại sao là một cái nơi cạnh tranh công bằng, ta đâu có cấm cản là cái việc là đăng ký xe ôm công nghệ đồ đâu. Nhưng mà có mấy người đó người ta không chịu. Người ta không chịu đăng ký xe ôm công nghệ. Rồi người ta đi hăm dọa những người mà chạy xe ôm công nghệ. trời đất ơi. Điện thoại thì cũng có nhưng mà không chịu xài, không chịu học hỏi, rồi đi hăm dọa không cho người ta rước khách rồi cái kiểu đó. Thì vấn đề này nó xuất hiện từ rất là lâu rồi, không phải nay mà mình nói ha, nay là 2022. Thì theo mình biết á, nó xuất hiện cách đây chắc cũng vào cái lúc mà xe ôm công nghệ vào Việt Nam á, là đã xảy ra cái cạnh tranh đó rồi. Và ngày hôm nay á, thì không có cần phải nói nhiều nữa, mình sẽ mặc bộ đồ xe ôm công nghệ, mình sẽ giả dạng là Grab Bike, mình đi vào những cái nơi xảy ra cạnh tranh ác liệt đó, như là bến xe đồ các kiểu ha. Nhưng mà mình đi cà khịa thôi mình chạy con mô tô, chạy Grab, đi mô tô đó. Cái vấn đề này nó cũng rất là bình thường, có nhiều kênh YouTube là người ta chạy Grab bằng mô tô á. Mình thì mình không có chạy Grab bằng mô tô, nhưng mà hôm nay mình đi cà khịa. Thì cà khịa ở đây là cái gì? Là tôi là chạy Grab, nhưng mà tôi có tiền để tôi chạy mô tô á. Còn mấy anh hăm dọa những bạn mà chạy Grab á, mà mấy anh vẫn chạy xe bình thường đó, kiểu mình cà khịa vậy mọi người nói chứ cũng hơi liều á, thật sự luôn á. Bữa nay á, mình không có ngủ trưa được mọi người, không hiểu sao luôn. Kiểu dạng như mình nôn nóng, sáng mình bận công việc á, rồi mình nôn nóng để mình đi quay cái clip này á, mình không có ngủ trưa được luôn. Hiện tại là cái đầu đang quay. Rồi cái con Ninja 400 này á, thực sự nó cũng không phải là cái con xe gì quá kinh khủng, nhưng mà đủ để đi cà khịa. Mình không có độ bô cho nên nó sẽ không có nghe tiếng đùng 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 đùng. Mình đi bô zin. Tại vì mình thích đi bô zin mọi người. Đi bô nổ nhức đầu quá, cho nên mình phải đi bô zin thôi. Ok, và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, mình sẽ đi thẳng tới cái bến xe nha. Ok mọi người, hiện tại là cũng gần tới cái gọi là cái địa bàn ha. Cái địa bàn mà nóng hổi nhất đó chính là những cái bến xe. Thì gần chỗ mình chỉ có một bến xe thôi. Và đại khái thì mình thấy nãy giờ là những người chạy Grab nè, GoJet nè, người ta cũng chạy khá là nhiều. Cái này là ở ngoài đường nha, mình không biết ở trong bên trong nó có gây cấn gì không, cũng thấy khá là nguy hiểm đó. Thường á, thì ngoài đường thì không sao, nhưng mà vô bến mà rước khách rồi đó là gọi là tới công chuyện. Nhưng bạn của mình á, nó muốn rước khách ở ngay bến á, nó sẽ kêu khách á, là đi ra khỏi bến vài chục mét thì nó mới rước. Chứ còn mà kêu nó đi vô bến, vô tới tận trong bến để rước á, thì nó không dám đi mọi người. Mỗi lần khách mà order một cái hả, là coi như nó phải năn nỉ người ta đi ra nó mới rước được. Còn nó đi vào á, là coi như tới công chuyện liền. Mình hôm nay thì mình chắc chắn rồi, mình sẽ không muốn gây sự với bất kỳ ai, nhưng mà mình đi thăm dò cái tình hình xem nó như thế nào, coi nó có quá là manh động hay không. Để sẵn tiện cái clip này cho các bạn mà ví dụ như sinh viên hoặc là những bạn mà mới lên Sài Gòn để tìm kiếm việc làm á, mà chọn ngành nghề chạy Grab á, thì cũng nên cẩn thận ha. Tất nhiên rồi, trong bất kỳ ngành nghề nào nó cũng có cái rủi ro, nhưng mà đại khái ở đây mình thấy cái nghề Grab này nó hơi bị va chạm đó mọi người. Nó va chạm kiểu thực tế luôn á, đụng là có chuyện cho nên đây là một trong những ngành nghề khá là nguy hiểm nha. Cái này là giữa đồng nghiệp với nhau á, mà đã là nguy hiểm rồi đó. Chưa kể là gặp cướp đồ, giả danh khách đặt rất là nguy hiểm luôn. Nói chung là nãy giờ toàn là từ nguy hiểm không à. Bản thân mình chạy nãy giờ á, mình toàn là nhìn vô kính chiếu hậu, với lại mình không có để cho ai sắp lại gần á, sợ lắm mọi người. Thì mình có rủ một vài người đi theo, nhưng mà người ta nhát quá là ta ở nhà rồi với lại toàn là đi xe yếu không à, xe nhỏ nhỏ còn thối không à, sợ nó rượt chạy không lại. Mình đây đi 400 cho nên mình cũng không có ngán. Trời ghê chưa. Đó, với lại bánh xe luôn nè mọi người. Giờ quẹo vô cái coi coi có gì trong đây không, thử nha. Quẹo vô luôn. Trong đây cũng có Grab nè, nhưng mà Grab gì thì không biết. Đây cũng có Grab nè, Grab quá trời luôn. Ở đây có một vài người Grab, đây đón khách đây. Ở đây chắc là ông chú này già cho nên kiểu thổ địa. Còn đây là rồi tới công chuyện này. Đó, nhìn quá trời luôn mọi người, ghê quá. Có nên quành lại cái nữa không? Nhìn quá trời nhìn. Sợ quá hả? Tại vì không biết là Grab thiệt hay Grab giả nữa. Ôi, cái bạn Vespa đó tự nhiên cũng nhìn mình nữa. Đây nè, đây là Grab thiệt nè. Grab thiệt chạy vô nè. Nói chung đây cũng là một cái bến xe mà khá là gây cấn đó. Thấy mặc bộ đồ Grab nhưng mà các bạn đừng có tin là Grab nha. Đứng gần đó là người ta lại hỏi chuyện đó là tiêu luôn đó. Nhưng mà đại khái nha, để review ở ngoài đi. Đại khái các bạn thấy nè, nãy giờ nhìn qua nhìn lại thì cũng rất là nhiều Grab thiệt. Mình thấy để cái điện thoại rồi chạy tới chạy lui rước khách từ xa tới hay sao đó thì nhìn cũng thiệt lắm. Bây giờ mà mọi người thật giả lẫn lộn ghê lắm. Tưởng quá. Giờ móc lại một cái nữa, vô xong chạy ra một cái nữa. Hy vọng sẽ không có vấn đề gì. Ráp không anh trai? Thấy anh trai ráp không? Cơ mà mọi người để ý thử coi, mình có hợp với chạy Grab không? Đó, các bạn thấy mình chạy nhìn cũng giống lắm đúng không? Giờ chạy Grab là hết bài luôn. Nhưng mà mình nghĩ nha, với cái việc mà đông người như thế này thì manh động á, nó sẽ tỷ lệ phần trăm rất là thấp. Nhưng mà nếu như vắng người á thì các bạn đừng nên tới những chỗ như thế này. Nguy hiểm lắm, Ok, quẹo lại cái nữa nha. Liều mạng nè. Vô anh em. Vô cái nữa. Xong vòng qua bên kia. Vòng qua kia. Mày không hớt được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Vòng qua đây. Đó, mấy cái ông mà có cái áo xanh xanh phía trong sợ phải. Cái đó là mua cái áo xanh ở ngoài đeo vô thôi. Qua lậu ké với anh trai. Chết tôi rồi, quành luôn. Quành luôn, hé gì đâu mà hỗn độn quá trời luôn trời. Sợ quá. Vừa sợ xe mà vừa sợ người nữa. Thôi đi các bạn ơi. Đại khái là thật giả lẫn lộn, nhìn không biết đâu là đâu luôn. Nhưng mà theo mình thấy thì cũng an toàn được 60% nha. Không phải 50% mà an toàn 60%. Nếu như các bạn đi vào cái thời điểm mà nhiều người. Đây cũng có Grab nè. Nói chung thì rải rác khắp nơi luôn, chứ không phải là ít nữa. Thì mình hy vọng là anh em trong nghề sẽ hỗ trợ lẫn nhau khi mà đi làm. Ví dụ như bạn Grab này mới vô nghề á, thì mà những anh Grab khác thì chỉ dẫn nơi nào nguy hiểm, nơi nào không đó, để mà hành nghề với nhau, chứ đừng có tranh giành địa bàn, ghê lắm. Riêng mình á, ai bút Grab mình chở luôn nè. Chở một bánh. Tính tiền phân nữa. Ui, sợ quá phải ban nó thôi. Phía sau có một người đi Grab. Đứng kế bên ghê quá. Tim đập ình ịch. Giờ chả mà rút cái cây gì ra chắc chết quá. Lạy trời là anh Grab thiệt nha. Em là Grab giả, em không có rước khách, mấy anh đừng có đừng có làm gì em hết, em đi về đây. Đúng quá. Đó, phía trước thì có rất là nhiều anh trai đi chạy Grab ha, Rojet đồ nè. Thì nhìn những người này rất là ok, rất là thiệt luôn. Có túi đồ rồi các kiểu, rồi điện thoại đồ các kiểu. Nói chung là mình cũng không biết chỉ các bạn làm sao á, nhưng mà các bạn nhìn á, nếu mà một người chạy Grab thật sự ta sẽ ít có đón khách lẻ lắm. Rồi đón khách lẻ thì đa phần á, là các bạn hiểu rồi ha, chạy Grab ta chỉ đón khách trên điện thoại thôi, phân phối ở đâu thì đi rước ở đó. Thương trường là chiến trường mà, vì những đồng tiền mà người ta có thể đổ máu mà, cho nên các bạn phải cẩn thận chút xíu. Ok, đại khái là mình cũng đã chạy xa cái bến xe đó rồi và chắc là sẽ không có vấn đề gì đối với mình. Vì mình cũng chỉ ghé qua thôi chứ mình cũng không có rước khách hoặc là tranh giành địa bàn gì với ai á. Còn cà khịa thì vẫn cà khịa nha anh em. Cà khịa là giống như cái sở thích luôn rồi, ăn vô máu rồi đi cà khịa. Mình đánh giá lại sơ bộ nha, nếu như anh em làm nghề Grab rước khách ở những nơi mà gọi là điểm nóng đó, thì vào cái thời điểm mà ban ngày như thế này á, đông người á, thì tỷ lệ nguy hiểm á, nó sẽ là 40%, an toàn là 60%, với điều kiện á, là các bạn cũng phải có đồng minh nha. Còn lẻ loi á, thì mình không chắc, tại vì mình thấy nãy giờ mình nhìn á, mình cũng không biết giải thích sao, nhưng mà mình cũng không tiện đưa lên đây. Thì bản thân mình nó nhìn vô á, là biết Grab thiệt Grab giả liền đó. Thì Grab thiệt Grab giả con số nó tương đương với nhau, cho nên á, là sẽ là 50-50. Mà tại sao á, an toàn nó sẽ chiếm thêm 10% là tại vì á, kiểu dạng người dân bây giờ á, họ đã biết rất rành về xe ôm công nghệ rồi, và những cái vụ mà va chạm với nhau á, giữa xe ôm công nghệ và xe ôm giang hồ á, thì người ta biết rất rành luôn, cho nên người ta sẽ binh vực cái người xe ôm công nghệ nhiều hơn 10% thôi. Mình chỉ hy vọng là được nhiêu đó thôi đó, chứ cũng không dám nói hơn. Thì các bạn cũng nên cẩn thận, 60% an toàn nhưng mà vẫn phải cẩn thận, tại vì tỷ lệ đó cũng chưa gọi là quá cao. Nếu như các bạn đi lẻ, các bạn không có đồng minh đó, thì nó càng nguy hiểm nữa. Ok mọi người á, thì sau khi đi cà khịa như thế này thì mình thấy là mình không có bị gì hết. Tuy nhiên á, không có nghĩa là nó sẽ an toàn nha mọi người. Có thể á, là tại vì mình đi xe mô tô thì thành ra người ta thấy mình rất là hoành tráng và người ta cũng không có trực tiếp ăn hiếp. Nhưng mà nếu mà các bạn á, là một người chạy Grab thực thụ á, thì các bạn nên cẩn thận rất là nhiều nha, không có nên để ý, tại vì á, chúng ta không thể nào nói trước được bất cứ điều gì. Rồi hy vọng với cái video này á, sẽ giúp cho các bạn cảnh giác hơn, nhất là các bạn chọn ngành nghề chạy Grab á, thì nên cẩn thận hơn chút xíu ha. Và những bạn mà đón xe á, thì cũng nên thông cảm cho những người chạy Grab chịu khó đi ra khỏi bến xe để tránh cái việc xích mích giữa xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.